Chúng ta chuyển sang phần hai lớn, những nguyên tắc và các hình thức của kinh tế đối ngoại. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản. Nguyên tắc đầu tiên đó là nguyên tắc bình đẳng. Đây được coi là nguyên tắc nền tảng à, trong cái hoạt động kinh tế đối ngoại của tất cả các quốc gia. À, bình đẳng được thể hiện ở chỗ là chúng ta tôn trọng cái tự do của các quốc gia, tức là khi mà các quốc gia tham gia vào các tổ chức hay là các diễn đàn thế giới thì họ tham gia trên cái cơ sở là tự nguyện, bình đẳng, và họ cần phải có được cái sự đối xử như nhau ở trong một cái tổ chức cộng đồng của thế giới nguyên tắc thứ hai là cùng có lợi nếu như nguyên tắc đầu tiên là nền tảng cho hoạt động kinh tế đối ngoại thì nguyên tắc thứ hai à, tạo nên một cái cơ sở một cái động lực kinh tế để cho các nước khi mà tham gia vào cái hoạt động kinh tế đối ngoại sẽ cùng hợp tác để cùng phát triển đôi bên có lợi nguyên tắc thứ ba đó là tôn trọng chủ quyền không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước À, mỗi một quốc gia thì đều có những chủ quyền riêng à, cái chủ quyền của họ thể hiện ở chỗ là họ có quyền tự chủ đối với tất cả các vấn đề như là kinh tế chính trị văn hóa xã hội và khi họ tham gia vào các tổ chức các diễn đàn kinh tế quốc tế thì họ đòi hỏi là cần phải được tôn trọng cái chủ quyền này tức là cái quyền tự quyết dân tộc và uh, tất cả các quốc gia khác ở trong tổ chức hay là trong các diễn đàn thì không được can thiệp vào công việc nội bộ của riêng mỗi nước Nguyên tắc thứ tư là nguyên tắc giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc và củng cố sự định hướng xã hội chủ nghĩa. À đây được coi là một cái nguyên tắc xuyên suốt trong tất cả các nguyên tắc. Bởi vì đối với Việt Nam, à, hiện nay chúng ta thì cái mục tiêu căn bản chúng ta đang thực hiện đó chính là mục tiêu xã hội chủ nghĩa với một cái nội dung đó là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Và một cái nguyên tắc mà chúng ta thực hiện đó là chúng ta phải giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc chúng ta hội nhập với tất cả các nước trên thế giới trên cái cơ sở là uh, hội nhập để hợp tác để cùng phát triển chứ không phải là hội nhập và hòa tan uh, những cái gì nó là cái bản sắc của dân tộc những cái gì nó là mục tiêu nó là định hướng lâu dài của dân tộc thì chúng ta vẫn kiên định theo nó và cái mục tiêu lâu dài của chúng ta đó là uh, xây dựng cái cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội thì việc chúng ta mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại cũng chính là một cái nội dung để tạo điều kiện cho cái việc à, xây dựng nhanh cái quá trình à, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những nguyên tắc nói trên mỗi một nguyên tắc đều có những cái đặc điểm có những vai trò riêng. Tuy nhiên thì đối với Việt Nam đây là những cái nguyên tắc rất là quan trọng trong cái quá trình hội nhập và trong cái quá trình mở rộng à, hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam.